vô nhiều nhiều nha em. Được á, được á, được á. Rồi ok. Giờ tới cái gì đây? Ủa này là gì trời? Mắt kính đồ chơi. Mắt kính đồ chơi vui nhộn là sao má? Cái gì trời? Ê, nhiều khi mình thấy không, nó nhiều khi mình mới mua hàng mình thấy nó rẻ quá, nó mình có mã vi ship rồi mình còn được này nọ không chơi giảm nhiều quá, cái xong rồi mình mua quá trời quá đất xong mình không biết lãi gì luôn má. Từ từ coi thấy cũng dễ thương đó. Cái gì trời? Trời ơi lá mình à, ủa mình tưởng bị gãy. Từ 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 từ, từ nha, cái này vui nha, cái này vui nha. Từ từ để mình gỡ ra. À, cái này mua đi chơi Halloween được nè. Mọi người ơi. Ồ, có chớp chớp được nè. Trời ơi, hiểu không không? Như nè. Trời ơi, này trời. Trời, kinh dị đêm khuya. Hiểu không mọi người? Cái này mua nhiêu vậy? Sao mình mua nhiều không nhớ? 27.000. Thôi, 27.000 nha mọi người. Lên này em cũng được free ship. Ê mọi người biết không, mọi người mua hàng, mọi người mua hàng trên Shopee mọi người phải nhớ nha, cái mẹo của Min nè, thành viên kim cương chứ hay nha. Mình đừng bao giờ mua một đơn hàng, mình mà có mã free ship là mình phải cùng một lúc đặt 5-6 đơn hàng. Trong 5-6 đơn hàng đó nhiều khi được free ship với 4-5 đơn hàng lận. Mọi người để ý đi nha. Min đâu mua lúc 4-5 hàng đâu. Min mua một lúc 5-10 đơn hàng lận. Tối đa đừng quá 20 sản phẩm là mình được đặt hết á. Nó cứ bị mất comment á anh. Em thấy ra vô hoài. Sao mà, cũng vậy mà. Đâu có, mắt kính mua 2972k à. Chị ơi, chị hay chỉ lại không? Bây giờ em muốn chị chỉ cái gì nè? Muốn chị xem live, Shopee live hay là em muốn chị chỉ em nhập voucher hay là em muốn lấy cái mã voucher Phương Minh 88 để được sale 88k nè. Ê, mắt kính mua mấy cái lận nhau nguyên bộ luôn á ta. Còn nào không vậy? Trời, lỡ rồi, mình biết chui tinh tới nái luôn. Còn nhiều lắm. Mình mua một đống ở đây lận nè. Một đống ở đây luôn, live stream tới sáng. Trời, khô máu cho mọi người luôn. Ê, như cái màu hồng. Ừ, hình như mình thích cái màu hồng á. Mình thấy cái màu hồng nó xinh hay sao á. Ê, có màu khác nữa nè, mọi người. Màu vàng. Ta-ra, hơi dễ thương quá mọi người. Không chịu nổi luôn á trời. Tôi thấy tôi xinh ghê luôn á. Bad boy. No. Bad boy. Ai đây vô cũng giống media lắm chứ bộ. Nhiều khi đấy mình cũng bệnh ghê. Ui gấu dâu cưng quá. Đúng giờ với cưng thôi. Rồi. Từ từ để em để con bé kia. Bé nói em chỉ cho bé nhập mã nè. Em có hay coi Shopee live không? Em hay coi live stream của chị. Ờ quên, đâu có ai thường xuyên đâu. Em mà có hay coi live stream của chị hay là coi live stream chỗ nào á, hay là mua hàng mình kết hợp lên Shopee live đó. Mình coi đang trên Shopee live hả. Mọi người xem live lúc 12 giờ đêm mỗi ngày hả, là mọi người có mã free ship nhiều lắm luôn á. Cứ 12 giờ đêm mỗi ngày trên Shopee là nó vừa free ship nè, mình đơn giảm giá của nhiều shop lắm. Đây nè, dễ thương nè. Dễ thương quá mọi người. Chắc mỗi ngày đeo cái quá còn. Ủa nhớ còn cái mà đâu kia đây. Lát Min khoe mọi người một cái ốp lưng đang rất là hot hiện nay luôn. Mà Min mới vừa mới mua được giá rất rẻ. Nói ra mà hết hồn luôn. Nói chung á là Min thấy kiểu là cứ thích mua nhiều món lắm, xong có để cho lên, cứ để lưu trong giỏ hàng á. Khi nào mà có mã giảm giá là Min đặt liền. Đây. Để giờ các bạn nào lấy cái mã free ship Phương Min 88k của Min được giảm 88.000 chưa? Phương Min 88 được giảm 88k nha mọi người. Trời dữ luôn quá. 4 cái. Ừ, nhà mình 4 người là 4 cái đúng rồi đó. Trên đó có hàng xu không chị? Có nha. Em để ý đi, có nhiều shop họ tự động hàng xu cho mình luôn. Chị đó từng mua cái gì ta? Cái hai cuộn giấy mà có hình Hello Kitty ở trên chợ á. Cái shop đó kêu là đặt một sản phẩm, ví dụ giống là 39.000 đi. Nhưng mà khi em đặt hai sản phẩm là em được khuyến mãi giảm hoàn 20 xu.
là khi em mua hàng xong, em hoàn thành đơn hàng đó là 20 xu, 20 ngàn xu sẽ vô túi của em là 20k đó. 20 ngàn tiền Việt Nam đó mọi người. Trời nó có gian gây ăn vô em đập, em biết ra em vô để em đập comment không á. Em tức quá. Vậy. Anh cũng bị luôn hả? Ừ. Cái gì vậy trời? Máy tính còn bị nữa chi. Cái ra vô đập được comment của mọi người á. Cày. Này bé Quyên qua, bé Quyên xe cho em vô bé Quyên em lấy cho nó nhanh luôn á. Chị có túi sách không? Ha ha, đeo vô hay gì làm. Bộ bố nó vô em giỏng là ấy luôn á. Em nhập voucher mà hết rồi chị ạ. Yên tâm, chị sẽ quăng nữa cho em voucher mới từ từ nha. Mọi người nhớ xe live stream dùm cho Min với nha. Trời ơi, Min lúc nào cũng mang những điều rất là hời đến cho mọi người. Cái gì đây? Túi sách nữa. Ôi, tôi mua túi sách nhiều dữ vậy ta. Hình như cái gì mà cũng mua luôn hay sao á. Tiếp tục, tiếp tục. Min còn nhiều đơn hàng lắm luôn á. Mua giống kiểu mình dồn á. Giống mà mỗi lần mà Shopee nó sale cái Min mua dồn vô. Trời ơi cưng quá, mua cho hai bà nhỏ nè mà chờ mua lâu lắm rồi mà hai bà nhỏ chưa được xài luôn. Má ơi làm mẹ kiểu gì không biết nữa, mua cho con xong rồi để dành ấm luôn hay gì á. Nhà có hai bà nhỏ cũng khổ lắm mọi người à, mình phải mua tới hai lần hai cái, quên một lần hai cái. Dễ thương mọi người, nhỏ nhỏ cho hai bà nhỏ xài nè. Thấy cưng quá. Mua cho hai đứa nó xong lấy cớ mình xài chồng mình không có chửi được. Phong anh xả. Em mua Shopee mà không biết lấy mã voucher. Trời ơi, sao uổng quá vậy nè. Bây giờ ha, em không biết nhập mã voucher ở đâu. Đưa anh đưa điện thoại cho em coi. Ủa anh ơi, chết cha rồi. Anh ra lấy giấy chùi giùm em đi. Em làm lem ấy đây rồi. Lâu lâu chửi thà mọi người thông cảm nha. Phản ứng tự nhiên. Đây ha. Bây giờ em vào trong Shopee, em nghe rõ trước nha, em đừng có ao ra liền nha. Em vào trong Shopee xong mà em vô cái giỏ hàng của em á, những cái sản phẩm nào mà em yêu thích á, cái em bấm vô em đặt. Em nhớ chứ, anh ơi sao nó lì, anh lấy tẩy trang cho em nó mới ra anh ơi. Chết rồi, dính đai lên vàng rồi. Bây giờ để chỉ lại ha, em vào trong Shopee xong mà em vô giỏ hàng của em sẽ thấy những cái sản phẩm em muốn đặt. Sau đó em bấm và em đặt cái đó. Đây để chị cho em luôn nè, cái giỏ hàng của chị nè, bấm vô. Đây là giỏ hàng của chị. Mới mua mình mấy đơn hàng. Đây là giỏ hàng của mình ha. Mình bấm vào đây mình đặt nè. Ở đây có hai cái áo của con chị nè. Đây cái voucher nằm ở đây nè. Đây nè. Thấy không, em thấy không, ngay dưới đây luôn. Em nhập vô em chảo. Thí dụ mà em có mã voucher sẵn nè thì em đóng, bấm đồng ý là em đặt được rồi. Còn nếu em chưa có voucher, giống như nãy giờ chị cho em voucher, em bấm phía trên cùng rồi nè. Nó có một cái